Hello các tình yêu, chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình một số khẩu cơ bản áp dụng cái công thức cũng như là chơi để anh em mình kiếm thêm cơm gạo hàng ngày trên cái cổng game 8MOS này. Anh em mình xem video cũng như là thấy cách chơi ok thì anh em mình áp dụng vào để anh em mình chơi hàng ngày. Thì hôm nay vẫn là cái vốn 10m lên đá nhẹ cho anh em mình ở cái bộ môn là sân tài xỉu 10-5. Và đây thì vẫn là hai cách bắt cầu cơ bản cho anh em mình lấy điểm phiên theo cầu cơ bản và lấy điểm xí ngầu chạy theo cái cách là tính là chẵn và lẻ để vào cầu anh em nhé. Thì ở đây tôi sẽ vẫn là tiếp tục áp dụng cái cầu chạy điểm phiên cho anh em mình, cái cầu dễ dàng nhất. Thì hiện tại anh em mình có thể thấy xu hướng cầu là nó đang có xu hướng là cầu 4 về 3 đúng không? 4 về 3 thì anh em mình cũng áp dụng cho tôi lấy cầu chạy 4 3 2 1, một cái cầu mà có thể nói là đẹp nhất. Tỷ lệ lúc nào mà anh em mình theo về cầu theo cầu cơ bản ấy, thì lúc nào nó cũng rơi cho anh em mình tầm 70 đến 80% được chưa anh em? Tỷ lệ vào cầu thì lúc nào anh em mình cũng có thể lấy được từ 70 đến 80% để vào cầu cơ bản. Xem con này nó có chuẩn cầu hay không này. Đấy, cứ đi đúng cầu kèo đi, thay vì anh em mình bẻ cầu thì anh em mình cứ vào đúng cầu là 4 3 2 1 đi. Khi nào nó gãy rồi anh em mình lại có cái công thức khác được chưa? Chứ còn hiện tại anh em có thể thấy này, nó vẫn là 4 3 2 1, tiếp tục chạy cái cầu này nhưng mà tôi sẽ gấp nhẹ lên anh em nhé. Gấp nhẹ lên xỉu 1 nào. 1,5 mét tạo cái điều kiện để anh em mình chốt lãi cho nó nhân. Thì chắc chắn là anh em mình cũng biết rồi. Những cái cổng game lớn ấy, cổng game uy tín thì lúc nào nó cũng sẽ đấn vào cái lòng tham của anh em mình. Nếu như mà anh em mình chơi mà không biết kiềm chế cái lòng tham ấy, thì đến khi mà cái cầu kèo xấu anh em mình không vào được ấy, thì cái chuyện gãy là chuyện bình thường, đúng không anh em? Nhưng mà chỉ cần anh em mình biết kiểm soát cái lòng tham tốt ấy, thì tôi nghĩ cái chuyện cơm gạo nó không khó. Được chưa anh em? Không hề khó luôn. Chủ yếu là anh em mình có biết kiểm soát cái lòng tham của anh em mình như thế nào không? Vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu nữa cũng là một phần anh em nhé. Xem con này nó chuẩn cầu hay không này. Rồi, tiếp tục tay thứ hai. Đúng chưa anh em? Tiếp tục tay thứ hai này, chuẩn cầu này. Đây. Ok, tiếp tục anh em nhé. Tiếp tục chạy cầu, tiếp tục chạy cho tôi mới cầu cơ bản là 4321. Thì tay này thì chắc chắn nó phải về tài rồi, nhưng mà tôi sẽ đi nhẹ lại tầm 500k để xem con này nó có vào đúng cầu hay không. Cứ đi đúng cầu kèo, thay vì anh em mình cứ cố gắng bẻ cầu thì anh em mình làm gì? Anh em mình vào đúng cầu kèo cho nó dễ. Được chưa anh em? Vào đúng cầu kèo, thay vì bẻ cầu thì cứ vào đúng cầu kèo thôi. Đấy, cho nó dễ dàng, dễ hết cỡ luôn, được chưa? Sao phải cố gắng bẻ cầu mà trong khi anh em mình có thể vào đúng cầu. Đấy, thế anh em, cái này thì tôi đã nói đi nói lại với anh em mình rất là nhiều lần rồi chứ không phải là ít lần nữa, được chưa? Rồi đây vẫn là đúng cầu rồi anh em nhé, vẫn là chạy đúng cầu này. Đấy, không có sai anh em ạ, từ điển không có từ gãy, được chưa? Đấy, tiếp tục 4 3 2 1 rồi. Nếu mà hết cầu ấy thì anh em mình có thể chọn cái giải pháp là chạy cầu 1-1. Đấy, anh em chạy cầu 1-1 tiếp tục vào anh em này. Đây là tôi sẽ vào nhẹ thôi, vào 500k tiếp tục đấy. Và anh em mình nhớ đặt cái mục tiêu ra anh em nhé, vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu thì cũng nên đặt cái mục tiêu ra cho nó dễ chơi. Chơi nhiều anh em mình ấy chơi không có mục tiêu ấy, xong rồi đến đến khi mà anh em mình lãi rồi sao, lãi mà không biết đặt mục tiêu thì cũng là phải lỗ lại thôi. Cái đấy là chắc chắn anh em, cái đấy là điều chắc chắn luôn. Đấy, xem con này nó có chuẩn cầu hay không này. Đây. Đấy, nó chuẩn cầu như vậy đúng không anh em? Sai số anh em có thể thấy nhá, không có sai số luôn. Đấy, chuẩn cầu chưa? Thì hôm nay chắc là tôi sẽ chốt lãi ở đây thôi. Hôm sau mà có cầu kèo hoặc là cái cách chơi mới thì tôi lại lên chơi tiếp với anh em mình. Bắt một số cầu cơ bản ấy thì anh em mình đã thấy là quá là ok và chuẩn xác, từng gọi là từng mm luôn anh em nhé. Đây. Từng mm luôn, được chưa?
Còn về cái vấn đề ấy, anh em mình chơi lâu về dài ấy, thì anh em mình cứ áp dụng cái công thức đấy thì hoàn toàn là ok nè bạn. Chủ yếu là anh em mình có biết kiểm soát cái lòng tham hay không. Trên này thì không những là có tài xỉu mới đến em, tài xỉu thường, tài xỉu nổ hũ, tài xỉu gân cầu, có hai bàn tài xỉu cơ bản cho anh em mình đây nữa rồi nha. Đây, đây là tài xỉu mới đến em. Tiếp tục này, này này, tài xỉu mới đến em, nhưng mà cái này thì nó nhanh hơn, nó tầm khoảng là 15 giây nó mở ra một lần. Anh em mình cũng có một cái chuỗi để anh em mình kiểm tra anh em nhé, kiểm tra cái kết quả nó như thế nào. Đấy, lâu lâu tôi cũng chơi mấy sân này, đây cũng là một cái sân khác nữa. Bình thường những con game cơ bản ấy thì nó chỉ rơi vào tầm 2 sân tài xỉu thôi, nhưng mà trên con game này thì nó có tận 4 4 sân tài xỉu luôn. Và tiếp tục ở đấy là anh em có thể thấy này, các sân live casino cũng như là sân bóng đá, những cái sân này là thuộc những cái dạng sân lớn anh em nhé, sân quốc tế luôn đấy, sân quốc tế mà những cái trang trang game game bài lớn thì game nào cũng có cho anh em. Con này thì con cổng 8US này thì chắc chắn là anh em mình biết rồi, nó xu hướng nó không phải là thiên quá về những cái mảng 3D mà nó có cả những con quả kèo là casino live cho anh em mình chơi nữa, xổ số hoặc là nói chung là các cổng live, cổng game bài live cho anh em mình chơi. Đây, quay hũ đây. Bình thường ấy anh em mình chỉ nhìn tầm khoảng là 70 đến 80% là người ta chơi 3D rồi, nhưng mà trên này thì nó còn cả những cái cổng game lớn, cổng quốc tế cho anh em mình chơi nữa. Hũ này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 16 cái cổng game, 16 cái cổng quay hũ cho anh em mình. Đấy, nói chung là cũng rất là nhiều trò để anh em mình chơi luôn. Thì hôm nay cũng đá nhẹ cho anh em mình mấy tay, anh em mình xem video nếu mà thấy hợp lý thì cứ áp dụng vào để chơi và kiếm thêm cơm gạo hàng ngày thôi. Rồi, nghỉ ngơi anh em nhé. Rồi, thế này mình chào anh em.